nhớ chung lúc của phong yên cho lên sửa tùa nó là chê bây giờ tôi nói chợ chị nó đó chợ chị nó chị mà là cô nó là chị à chị à chị một cô xa nó đó của chị bảo luôn về là cho phong yên người tôi ok nè tôi nói chị cho phong yên tuần sai lo chị nói chị của tôi nhìn thôi đã tỏ chủ nè giải thích chung con谢谢你的请问有更高呢是朋友主管家嘛又崩解咯你出我不来哦我们挂上都够了但是那些出来一把刀给哪呢人都得跌了也是高哪呢chú lấy bó tới nè chị bây giờ chắc phải chú đây chị bây giờ là nó nè chị tôi chống cưng cầu tôi lắc tôi mê là tôi ta đi ờ ê bây tôi tạo đấy tôi tạo chân lâu nhà tôi mất cũng ta bây giờ bây mất chỉ châu nè em đã phải mua kèo muốn là chị cụ tôi nuôi mê mê là nó có tôi thế cụ tôi nhìn lo thế cụ thế phơi giăng thì à phơi giăng lâu thì mình nhỏ nè chị bé chống thiên cầu đi nè chỗ nào có nhà có cũng nhỏ em nia chị mới mèo vậy mà bây giờ đây bé bé chưa có sao chúng đi tiền thì nó bé cái vô gì lăng tiền à tôi cho chúng nó mà lời gì cái câu đó cứ cho nên luôn này rồi nó cái chuyện gì nó chứ là chỗ nó đâu lúc bắt tới cái bài trâu bài chị nói chị là mới chỉ cho đi nó nè e bây giờ bên nó đi cho đã thủ nên gì cá đi nó nè lúc này hả chị chuẩn bị rồi thì có giảm lại rồi chị nói chị từ đây nó không nè từ đây là chị từ đây nó không nè bây giờ nó có đờ không than nữa đu đây nó không à phu thì họ bé tôi thì nó chơi hết thì lại cho hà lia nó thì lại cho đu lia nó buồn đu đây nó không à phu vẫn bé tôi ok nè để té bú số nó chơi giờ là để té nông dân mà giờ giờ để chị hết chị bảo rồi tụi đây nó chị lúc chơi nó để chị lo nó để mình đi à sợ lúc chơi để lo mà tụi đây nó chị đùa nữa tại mà lúc chơi nó chị để mẹ chị đùa là chị hồi chơi lên đời nữa nếu lần tuổi biết con nó nói chị ít lần tuổi thứ tuổi đi tàu đó đi cho phải nhân chuẩn bị nhồi cho chuẩn bị mê á chị tâm mới trở lo nè nó lúc đẹp là tao mà lúc đẹp tao khỏi gì kia ta chị chơi tới rồi ừ
你爸爸啊？那么早呢？咋弄了？哎，这哎，哦，怎么办呢？咋好了？没找啊？咋弄的？去干啊？哦，搞了好多裂缝嘛。家庭菜的好多被那是呢。你阿兰的在照顾他，我照顾对面菜妹妹呢。种的娘搞的呢，母我奶都别晒天。反正那今天我婆婆从阳台那在等看到那个奥特曼那么好吃的呢。我怎么讲了？后面又什么吵架了？那又怎样吵架了呢？啊，我们还是这样，我们又不太难哦。我还。啊？那过去那种哦，在公里就是。那姐别过了，那狗去哪？这狗去整哪？那姐别有了那狗，你还是那狗去嘞？你说，他先走呢？好吧，哪里？你这，很漂亮。哎呀，那大姐才不拉怎么那姐姐？哈哈哈哈哈！何国里啊？你别动！中午在前你们给我干那老板中午在前呢。
那个，我都不叫你养嘛，姐姐，你没了，到底是哪个叫你了？那个，那个了，恁爹，真够力的。叫个叫，我有时候说多，没事了，总得呢，我那想到，你买新机，多一片场地了呢。